Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 16 tháng 4 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 2. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 7, 7. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0038 4444 2290. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8613. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 83208 63205. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 75023. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19525. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 506704. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 506704.